trọng được đón tiếp quý vị khách đến giao lưu văn nghệ đêm nay. Cũng chúc cho quý vị có một đêm giao lưu thật là vui tươi, và cùng với bạn mình cũng người nhà chưa đến thì xem YouTube để có những chia sẻ thật là vui. Như thường lệ, chương trình sẽ thực hiện đúng 19 giờ, tôi sẽ trình bày một bài để quý vị cùng nhau chúng ta hát cho nó vui. Tôi xin hát bài Một Mình Một Sáng Tác của Thanh Tùng. Mời quý vị cho một tràng pháo tay để ủng hộ chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bài này ca người mẹ mà đưa con về, đưa con về bất lời. Tất cả bố có con đường, nhớ em rồi.
giọt mồ hôi tóc mai, gió sương còn cả hai vai, đôi chân trên bên con đường nhỏ nghiêng nghiêng bóng em gầy, vắng em còn lại tôi với tôi, lá khô mùa này lại rơi, thương em bên mong chân trời là bơ vơ chốn xa xôi, vắng em đời còn ai với ai, ngất ngây men sự say. Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ cô đơn cùng với tôi về, gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên, mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên, bao đêm tôi đã một mình nhớ em. Đêm nay tôi lại một mình. Cảm ơn quý vị đã cho những